Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Toàn quốc 9 tháng năm 2019, hơn 5.600 người chết do tai nạn giao thông. Trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2019 trên địa bàn tỉnh chuyển biến nhưng chưa bền vững. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, 9 tháng năm 2019, toàn quốc xảy ra 12.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 5.600 người, bị thương trên 9.600 người. Trong đó, riêng đường bộ xảy ra trên 12.500 vụ tai nạn, làm chết hơn 5.500 người, bị thương hơn 9.500 người. Đường sắt xảy ra 121 vụ, làm chết trên 100 người, bị thương 41 người. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông trong 9 tháng qua giảm cả 3 tiêu chí, với 567 vụ, 353 người chết và 700 người bị thương. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, 9 tháng năm 2019, Thanh Hóa xảy ra 333 vụ tai nạn giao thông, làm chết 122 người và làm bị thương 305 người. So cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông giảm 5,9% số vụ, giảm 1,3% số người bị thương nhưng tăng 7,9% số người chết. Thực tế này cho thấy tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 9 tháng qua đã có nhiều chuyển biến, song kết quả vẫn chưa thực sự bền vững, đặc biệt còn nhiều người chết vì tai nạn giao thông. Tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng năm 2019 trên toàn quốc, Thanh Hóa được đánh giá là một trong 3 tỉnh thành để gia tăng tai nạn giao thông với 34% số vụ, 51% số người chết và 11,6% số người bị thương. Trước tình trạng trên, ngày 1 tháng 7 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có cuộc họp khẩn với các ngành thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và ban hành chỉ thị số 11 về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị quản lý sửa chữa đường bộ tăng cường kiểm tra xóa điểm đen mất an toàn giao thông. Đồng thời, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 177 về mở đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm. Và đây là giải pháp hữu hiệu ngăn ngừa tai nạn giao thông. Với quan điểm không có vùng cấm trong xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã huy động tối đa lực lượng, bố trí các tổ tuần tra lưu động, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm. Để do làm tốt cái công tác tuyên truyền, cam kết cũng như tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, thì cái tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện nói chung, và trong đó có cái tình hình vi phạm về tải trọng, cải tạo cơi nới, kích thước thùng hàng, không đội mũ bảo hiểm, rồi vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia là giảm hẳn so với gian trước đây. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tính đến tháng 9, số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương trên địa bàn tỉnh đã giảm so với cùng kỳ năm 2018, nhưng số người chết do tai nạn giao thông vẫn tăng. Bên cạnh ý thức chủ quan của người tham gia giao thông, thì chính quyền cấp cơ sở và tổ chức đoàn thể xã hội chưa thực sự vào cuộc tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông, đang là nguyên nhân chưa thể kiềm chế số người chết vì tai nạn giao thông. Đơn cử như tại hội nghị sơ kết đánh giá công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2019 ở huyện Hậu Lộc, mặc dù Ban An toàn giao thông huyện đã xây dựng các nhóm giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành thành viên, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, các thành viên đều nêu ra các lý do khó khăn trong việc triển khai thực hiện. Điều này cho thấy trách nhiệm đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiện nay tại cơ sở. Đây cũng là thực trạng chung ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Ban An toàn giao thông tỉnh thì đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thực hiện các cái đợt kiểm tra thường xuyên liên tục, kết hợp với kiểm tra là đôn đốc và nắm bắt tình hình 24/24 giờ, đặc biệt là nâng cao cái năng lực hoạt động của Ban An toàn giao thông cấp huyện, cấp xã. Thực tế cho thấy để ngăn ngừa, kiềm chế, tiến tới làm giảm tai nạn giao thông đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của lực lượng chức năng và Ban An toàn giao thông các cấp trong việc triển khai giải pháp từ tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đến xử lý vi phạm. Vì vậy, nếu lực lượng chức năng và Ban An toàn giao thông các cấp không phối kết hợp, quyết liệt đồng bộ chỉ đạo thực hiện mục tiêu Ban An toàn giao thông tỉnh đề ra năm 2019 giảm từ 5-10% tai nạn giao thông sẽ khó hoàn thành. Chương trình An toàn giao thông 24 giờ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.